Lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 19 thường niên, ngày 12 tháng 8 năm 2020. Lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 19 thường niên, ngày 12 tháng 8 năm 2020. Xin chào anh chị em. Chúng ta gặp nhau chia sẻ trong ngày thứ tư là ngày cầu nguyện cho các gia đình. Những gia đình đang gặp những khủng hoảng về tinh thần, về vật chất trong cơn đại dịch. Những gia đình đang có rạn nứt vì bất hòa trong chuyện tranh chấp nhà cửa ruộng đất, bất hòa vì có khi trẻ con làm mất lòng người lớn, đôi khi có những chuyện không đáng nhưng mà vì trẻ con chúng ta có thể hiểu lầm nhau hoặc là có thể xót xa vì con cái của mình làm cho gia đình có những mối bất hòa, hoặc là có những người thứ ba xen vào, tình cũ không rủ mà đến. Rồi quen nhau trên mạng, trên vi tính, rồi làm cho gia đình bị mất hết tình nghĩa, có thể đi đến rạn nứt đổ vỡ, ly thân, ly dị. Hoặc là sống lâu rồi, đôi khi chúng ta chịu đựng quá rồi tức nước vỡ bờ. Có người khóc bảo con chịu đựng anh ấy mấy chục năm rồi, con chịu đựng nhà con cũng bao nhiêu năm nay rồi. Đến tuổi 50, tuổi 60, 60 mấy, có khi cả 70 mà vẫn còn dắt nhau ra tòa để ly dị. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót ban cho các gia đình sự bình an. Bình an trong lòng thương xót của Chúa để chấp nhận lẫn nhau, chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau như Chúa đã chịu đựng và tha thứ cho chúng ta. Xin Thánh Giuse là bổn mạng của các gia trưởng phù hộ cho các gia đình. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa của ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 19 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, trích trong sách Ngôn Sứ Ezekiel chương 9 câu 1 đến câu 7, chương 10 câu 18 đến câu 22. Bài trích sách Ngôn Sứ Ezekiel. Bấy giờ Đức Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi: Hỡi các ngươi là những kẻ có nhiệm vụ trừng phạt thành Jerusalem, hãy đến gần, mỗi người cầm trong tay dụng cụ tiêu diệt. Và kìa, từ phía cửa trên hướng về phương Bắc, có 6 người đến, mỗi người cầm trong tay dụng cụ hủy diệt. Ở giữa họ có một người mặc áo vải gai đeo chắp ký lục ở ngang lưng. Họ đến đứng bên cạnh bàn thờ bằng đồng. Vinh quang của Thiên Chúa Israel bay lên khỏi thần hội giá, nơi vinh quang Thiên Chúa ngự mà tiến về phía thềm đền thờ. Đức Chúa gọi người mặc áo vải gai đeo chắp ký lục ở ngang lưng và phán với người ấy: Hãy rào khắp thành, khắp Jerusalem, hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên xiết khóc than về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành. Tôi lại nghe Đức Chúa phán với 5 người kia: Hãy đi theo người ấy vào thành mà chém giết, đừng nhìn mà thương hại, đừng xót thương người già, thanh niên, thiếu nữ cũng như đàn bà con trẻ. Các ngươi hãy giết cho sạch,
nhưng tất cả những ai mang dấu trên mình, các ngươi chớ đụng đến. Các ngươi sẽ bắt đầu từ nơi thánh của ta. Và họ đã bắt đầu từ đàn ông, từ người già ở trước đền thờ. Người phán với họ, hãy làm cho đền thờ ra ô uế tại các tiền đình, hãy chất đầy xác chết, mau đi. Họ ra đi và chém giết trong thành. Vinh quang Đức Chúa bay lên khỏi thềm đền thờ và dừng lại trên các thần hộ giá. Các thần hộ giá giang cánh và cất mình lên khỏi mặt đất trước mắt tôi khi đi ra. Các bánh xe cũng chuyển theo cùng một lúc. Các thần hộ giá dừng lại ở lối vào cửa đông nhà Đức Chúa. Và vinh quang của Thiên Chúa Israel ngự bên trên các vị ấy. Đó là sinh vật tôi đã thấy ở bên dưới Thiên Chúa Israel tại sông Cơ Va. Và tôi nhận ra đó là các thần hộ giá. Mỗi thần hộ giá có bốn mặt và bốn cánh. Có cái gì giống như bàn tay con người ở dưới cánh các vị ấy. Còn bộ mặt của các vị ấy thì đó là những bộ mặt tôi đã thấy bên sông Cơ Va. Mỗi thần hộ giá cứ thẳng trước mặt mình mà đi. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Vinh quang Chúa vượt xa trời cao thẳm. Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi, chúc tụng danh thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Vinh quang Chúa vượt xa trời cao thẳm. Ca ngợi danh thánh Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà. Chúa siêu vượt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Vinh quang Chúa vượt xa trời cao thẳm. Ai sanh tẩy thượng đê Chúa ta, đấng ngự chôn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất. Vinh quang Chúa vượt xa trời cao thẳm. Hallelujah, hallelujah. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Matthew chương 18 câu 15 đến câu 20. Matthew 18 15 đến 20. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có người nói là cha đọc đó là lời Chúa xong rồi cha thưa tạ ơn Chúa sau bài sách thánh. Và sau bài tin mừng thì chúng ta thưa, đó là lời Chúa thì chúng ta thưa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sở dĩ tôi không thưa là vì để cho anh chị em thưa, cho nó có sự hiệp thông. Anh chị em hãy tưởng tượng là chúng ta đang họp nhau, rồi tôi là người chủ tọa,
cộng đoàn phục vụ lời Chúa đang ở giữa anh chị em, rồi chúng ta tụ họp chung quanh. Khi mà tôi nói đó là lời Chúa thì anh chị em tự động thưa tạ ơn Chúa. Sau bài thánh thư, bài thánh thư đó có thể là bài Cựu Ước, có thể là bài Tân Ước, thì gọi là bài đọc một. Bài đọc một thì mùa thường niên có năm chẵn hoặc năm lẻ để thay đổi. Năm nay là năm 2020 là bài đọc một năm chẵn. Còn sang năm, ví dụ thế, hoặc năm ngoái, 2019 hoặc 2021 là bài đọc một năm lẻ. Còn tin mừng, tức là phúc âm, thì không thay đổi theo mùa thường niên, tức là ngày nào cũng có một bài tin mừng. Năm chẵn, năm lẻ cũng giống nhau mà thôi. Thì sau bài tin mừng, chúng ta, đó là lời Chúa, thì chúng ta thưa lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thì chính anh chị em thưa đi, để anh chị em thấy rằng là tôi với anh chị em, chúng ta xa cách về không gian, nhưng chúng ta vẫn hiệp thông được với nhau trong lời cầu nguyện, hiệp thông với nhau trong lòng Chúa thương xót, hiệp thông với nhau trong tình yêu thương, để cùng lắng nghe lời Chúa, để cùng nghe Chúa nói gì với mình, Chúa nói gì với tôi chia sẻ lại với anh chị em. Chúa muốn nói gì với anh chị em thì Chúa có thể dùng tôi để nói qua tôi đến với anh chị em. Và tôi cũng nghe lời của Chúa nói như anh chị em. Chúa Thánh Thần làm việc kỳ diệu lắm, thưa anh chị em. Anh chị em tin đi, sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thần nối kết tất cả muôn người ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi đang ở Việt Nam, tại trung tâm mục vụ, trong một căn phòng. Và anh chị em ở trong gia đình của mình, ở bên Úc, bên Mỹ, bên Âu Châu, bên Phi Châu, Á Châu, ở Trung Nam Bắc, ở Việt Nam, bất kỳ anh chị em ở đâu, có thể khác nhau về múi giờ, có thể khác nhau về múi giờ, điều đó không quan trọng. Có thể khác nhau về địa điểm cũng không quan trọng. Khác nhau về phong tục, tập quán cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta họp nhau lại nhân danh Chúa Giê-xu. Như Chúa Giê-xu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, ở đâu hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ. Tôi tin chắc chắn rằng giây phút này đây, khi tôi đang chia sẻ với anh chị em, khi anh chị em đang lắng nghe những lời này, thì Chúa đang ở giữa chúng ta. Nếu không có Chúa nối kết, rỗi hơi mà nghe cái ông Long này ngày nào cũng lại nhà lại nhải. Nếu không có Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, chẳng sức đâu mà tôi nói được. Anh chị em tưởng tượng, bây giờ tôi nuôi tới bốn đứa con thơ, ngày nào cũng phải chăm sóc lời của Chúa mỗi ngày, chia sẻ bằng tiếng Việt, rồi bằng tiếng Anh. Tiếng Việt mình nghĩ sao mình nói như thế, còn tiếng Anh uốn lưỡi, uốn tới, uốn lui, mở từ điển ra, nghe phát âm đi, nghe phát âm lại, mà vẫn cứ sai. Vất vả vô cùng. Soạn một bài tiếng Anh mà nói, nó còn gấp, vất vả gấp 4-5 lần một tiếng Việt. Nhưng mà tôi cũng thấy được an ủi. Đó là một số anh chị em nói rằng cảm ơn cha, nhờ thế mà chúng con, như là những người trẻ ở nước ngoài, hiểu được lời Chúa vì họ hiểu tiếng Anh hơn tiếng Việt. Và dĩ nhiên họ nghe tiếng Anh của tôi thì cũng giống như là người nước ngoài nói tiếng Việt vậy thôi. Chào anh chị em có hiểu tôi nói gì không? Chúa ở cùng anh chị em. Đại khái vậy thôi. Cho nên cũng chẳng có gì mà buồn khi mà mình phát âm không đúng, không chuẩn. Cần cái ý
Ít nhất là anh chị em nghe xong đấy là Chúa hiểu được cái ý Chúa muốn nói gì qua bài tin mừng đó. Vậy là được rồi. Mà hai cái món ăn đó, sau đó rồi thì chuyện đạo, chuyện đời, hạnh các thánh. Có nhiều người nói, bây giờ con mới biết rằng có thánh này, thánh nọ, thánh kia. Ví dụ như là ngày mùng 8 tháng 8 vừa rồi, là kính thánh Đa Minh, hay là gọi là thánh Dominico. Có những người bảo, hôm nay thánh Đa Minh. Không, hôm nay thánh Dominico. Thưa anh chị em, Dominico hay Đa Minh cũng là một vị thánh, khác nhau ở cách phát âm thôi. Nhưng mà trong ngày mùng 8 tháng 8 đó có một vị thánh mà chúng ta chắc ít người biết đến. Vị thánh nữ đầu tiên ở bên đất Úc, đó là nữ tu Marie MacLeod. Thậm chí phát âm là Marie MacLeod, tôi cũng phải gọi điện thoại sang một mấy em Việt Nam mà hay đi lễ ở nhà thờ MacLeod, hỏi phát âm sao cho nó đúng. Hỏi thì cha cứ đọc Marie MacLeod. Tôi lập đi lập lại gần 100 lần, nó cũng cứ vẹo vẹo vẹo, cứ lốp xe với đây. Thì thưa anh chị em, nó cũng vui vì có nhiều người nói thưa cha, sắp tới lễ thánh Marie MacLeod, cha nhớ chia sẻ. Tôi mới giật mình vì nếu mà nhìn ở trong lịch phụng vụ thì nó không ghi, chưa ghi. Nhưng mà lịch giáo hội địa phương thì ghi, cũng giống như cái thánh tử đạo Việt Nam, Andre Phú Yên mà vừa rồi chúng tôi dâng lễ đồng tế với Đức Tổng Giám Mục trong lễ phục màu đỏ. Nhiều anh chị em bảo, ủa lễ này lễ gì vậy cha? Thế cha đứng bên cạnh Đức Tổng Giám Mục Du Xe, Giáo phận Sài Gòn, bảo đó là lễ thánh Andre Phú Yên, là bổn mạng của giáo lý viên Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hôm đó Đức cha, Đức Tổng về dâng lễ với các cha trong trung tâm mục vụ và phát chứng chỉ, chứng nhận là giáo lý viên cấp giáo phận cho các em đã học 3 năm trời. Thì thưa anh chị em, đó, chúng ta nếu mà không có ơn Chúa Thánh Thần, làm sao tôi nói được lời Chúa? Nếu không có ơn Chúa Thánh Thần, anh chị em nghe lời Chúa để làm cái gì? Chưa hết, rồi lại thêm một món thứ 4 nữa, mà món này thì giới trẻ có vẻ hợp khẩu vị hơn. Đó là mấy ở ngoài đời gọi là kỹ năng sống, còn chúng tôi gọi là sống đúng, sống đẹp. Cụ thể như vậy, đó là mình phải biết cho rõ, hiểu cho tường tận, cho chính xác, cho đúng, thì mình mới sống đẹp được. Muốn hát hay thì phải hát đúng đã, rồi mới hát hay được. Tôi hát không đúng lấy gì hay. Tôi cũng cứ cố gắng hát, bèn an ủi là hát hay không bằng hay hát, hát hay không bằng hay hát, hát tan tan, hát tan tan, hát những lời xây dựng quê hương, hát hay không bằng hay hát. Không biết là có phải nói hay không bằng hay nói, không biết. Thì thưa anh chị em, thế thì mình thấy rằng là các bạn trẻ hiểu được ý nghĩa cuộc sống của mình và sống thì thấy nó đẹp lắm, nó đáng sống. Sống cho ra sống, sống vật vả vật vờ, sống bèo dạt mây trôi, sống cho qua ngày đoạn tháng, sống nó vô ý nghĩa. Có người nói tôi, hôm nay là 12 rồi, còn mấy ngày nữa là 18 tháng 8, là gì đó, ngày thôi nôi. Thôi nôi có nghĩa là một năm đúng không? Phải không? Ngày thôi nôi. Thôi nôi cái gì? Bảo thôi nôi giáo điểm tin mừng về trung tâm mục vụ. Thế thì trong thời gian đó cha có thấy buồn, có thấy chán, có thấy rất vô nghĩa không? Tôi bảo rằng là nếu mà một người an phận thủ thường, nếu mà một người sống mà cứ phải bám víu vào danh lợi thú, bám vào chức vụ, bám vào quyền lợi thì chắc là chán. Vì tôi buông hết, không buông cũng phải buông, thì buông cho nó sướng. Tội ý thong dong, đường mây rộng thanh thang cử bộ, nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo, thảnh thơi thơ túi rượu bầu. Tôi thì thảnh thơi thơ túi không ấy bầu rượu, nhưng mà thảnh thơi với lòng thương xót,
và một năm trời, ngày nào cũng có bài giảng, chia sẻ lời Chúa, suy niệm, rồi cứ thế, được phép thì đi chia sẻ, còn không thì ở nhà. Ở nhà, hai ba người họp nhau lại, có Chúa ở giữa. Chúng ta họp nhau đây, không phải là cứ phải ngồi trong phòng họp mới gọi là họp. Bây giờ người ta họp online, phải không ạ? Những vị lãnh đạo trên thế giới, hoặc là Đức Giáo Hoàng, họp với các bộ trưởng, họp online, ai ở trong nhà, trong phòng mình, mở điện thoại lên, mở màn hình lên, có thể nhìn thấy hết tất cả mọi người, có thể nghe được tiếng nói của mọi người. Cũng là họp nhau vậy. Hoặc là anh chị em bây giờ là tham dự thánh lễ online, đâu có đến nhà thờ, nhưng mà vẫn có thể hiệp thông được với linh mục, với cộng đoàn, để mà dâng lên Chúa lời chúc tụng ngợi khen. Và mình rước lễ thiêng liêng, và mình nghe giảng, nghe lời Chúa, bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc lời Chúa online. Thế thì cái điều quan trọng là có cùng một suy nghĩ hay không. Như là Phao-lô bảo anh em hãy có cùng có một tâm tình như Đức Giê-su Kitô. Có cùng một tâm tình đó hay không? Có cùng một suy tưởng đó hay không? Có cùng một tấm lòng thương xót hay không? Cái điều quan trọng là như vậy. Tôi thấy những anh chị em mà biết đến lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, khao khát lòng thương xót Chúa, thì anh chị em đón nhận những món quà tinh thần hàng ngày này: lời Chúa tiếng Anh tiếng Việt, chuyện đạo chuyện đời, hạnh các thánh và sống đúng sống đẹp, rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Hợp thì ăn, không hợp thì để đó. Không vì gì mà phải phản đối, không vì gì phải phản kháng cả. Vì đầu bếp nấu ăn, khẩu vị mỗi người mỗi khác nhau. Có khi hôm này mình thấy nó hợp khẩu vị mình, có khi hôm khác mình lại thấy nó không hợp. Không hợp, một là chủ quan, hai là khách quan. Chủ quan là vì người nấu có thể hôm đó nêm nếm nó hơi quá tay, hoặc là vì người nấu hôm đó sức khỏe không được bình thường, cho nên là nấu nó không có được ngon. Hoặc là chủ quan là phía chính cái người thưởng thức. Tôi hỏi anh chị, nếu mà mình đang cảm miệng mình đắng, anh chị ăn cái gì có thấy ngon không? Không có gì ngon hết. Lúc khỏe ăn cái gì cũng ngon hết, nhưng mà lúc yếu thì ăn cái gì cũng ngán hết. Thì có lúc đó tâm trạng anh chị em có thể về thể lý đang mệt mỏi khó chịu, cho nên nghe nhức đầu, không muốn nghe. Hoặc là về tâm lý, anh chị em đang có vấn đề, đang buồn, đang giận, có khi đang tức cái ông cha Long này. Ông nói sốc, ông ấy nói giống như ông chọc vào mình, giống như ông đi quất trong bụng mình. Chuyện mình đâu có nói với ai đâu mà sao ông biết, ông nói là mình nhột, mình khó chịu. Cái tâm lý mình không ổn định. Người ta nói là yêu thì nên tốt, mà ghét thì nên xấu. Đây, yêu thì cái gì cũng hay, mà ghét thì cái gì cũng dở. Đó, thì có thể là chủ quan về mặt thể lý, về mặt tâm lý. Và thêm một cái điều nữa là ma quỷ, nó luôn làm mọi cách để mà nó cản phá công việc loan truyền lòng Chúa thương xót. Nó làm cho cái người nghe bận rộn, làm cho người nghe bức xúc, làm cho người nghe phản đối, phản kháng, rồi tìm đủ mọi cách để mà cản trở. Có khi chúng tôi ngồi đến 12 giờ đêm mà cái mạng nó vẫn không nối được. Mấy anh em bảo sao giờ này sao cha chưa gửi? Làm sao gửi được? Mạng nó yếu quá, không gửi được. Dù là tận dụng hết tất cả mọi cách, không gửi được. Đọc kinh xong mở mắt ra, bài giảng vẫn chưa đi được. Hoặc là anh em bảo hôm nay con làm sao mà cứ gửi cái gì cũng được, mà gửi lòng thương xót thì nó bị trục trặc. Nhiều thứ ma quỷ nó phá lắm. Đấy. Thì thưa anh chị em, nếu mình họp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa thì có chuyện gì xảy ra? Đó là anh chị em chỉ cần nghe Matthew chương 18 cùng 19 câu 20 thôi. Nghe được hai câu đó, cảm thấy sướng lắm.
Thầy bảo thật anh em, khi mà nói cái gì mà cần nhấn mạnh, thấy cái tầm quan trọng của cái sứ điệp, Chúa Giêsu luôn muốn nói rằng là thầy bảo thật anh em. Đó là cách nhấn mạnh, cách nói. Chứ Chúa mà chẳng nhẽ không nói thật, đúng không? Giống như chị em muốn nhấn mạnh cái gì, nói tao nói thật cho mày biết nha, là tức là nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái lời mình nói. Tao nói thật cho mày biết, mày đừng có tưởng là mày ngon lắm mà nha. Thí dụ như thế, tôi nói thật cho bà biết, cho tôi nhịn bà bao nhiêu năm nay rồi đó, bây giờ tôi mới nói đó, vân vân. Thế thì Chúa Giêsu cho mình thấy rằng đây là cái điều ngài muốn mình nghe cho rõ, mà sống cho nó đúng để được hạnh phúc, để cảm thấy rằng lòng thương xót và quyền năng của Chúa như thế nào. Thầy bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Muốn được Chúa ban cho thì hai ba hoặc là bao nhiêu người không cần biết, nhưng mà họp nhau lại phải nhân danh Chúa Giêsu, phải họp nhau lại để mời Chúa đến ở giữa chúng ta. Chứ chúng ta cũng có nhiều cái họp lắm, họp nhau để bàn chuyện chính trị xã hội, họp nhau để nói chuyện đá bóng, họp nhau để bàn chuyện bây giờ đang nóng bỏng nhất là virus corona ở Việt Nam, là trong vòng 10 ngày là sẽ đến đỉnh điểm của virus corona. Có nghĩa là bây giờ những người nhiễm họ đã đi lan tỏa quá nhiều thành phố, không thể kiểm soát và cách ly được, thì phải tự những người ấy thấy rằng mình đã tiếp xúc với những ai mà họ đã thông báo, thì phải tự cách ly, tự đi khám, tự cứu lấy mình. Trong vòng 10 ngày nếu mà mọi người đều tuân thủ như vậy thì virus corona mới có thể kiềm chế được, kiểm soát được. Bằng không thì vô phương, nó sẽ bùng phát và lúc đó là vỡ trận. Cho nên có thể mình họp nhau mình nói về chuyện đó, có thể họp nhau bàn công ăn việc làm, có thể bàn nhau về coi cái đất đai nhà cửa như thế nào, cái này xuống quá ông ơi, rồi thất nghiệp quá, đủ thứ chuyện hết. Mà nhất là thất nghiệp hoặc là nhàn cư vi bất thiện, nhàn rỗi rồi, họp nhau lại bàn tán sầm xì, nói chuyện mình rồi xong rồi hết rồi nói chuyện người khác, thì lúc đó không có Chúa ở giữa đâu nha. Nhớ, lúc đó họp nhau không phải nhân danh Chúa Giêsu đâu nha. Nhớ, mà có khi ta thà đừng họp nhau thì hơn. Vì họp nhau lại, ta nói hành, nói xấu, ta phê bình, ta chỉ trích, ta kết án những người vắng mặt. Đấy là cái tệ nhất. Họp nhau lại không để ca hát ngợi khen lòng thương xót Chúa, họp nhau lại không phải để chia sẻ vui buồn, nâng đỡ nhau, an ủi nhau, khích lệ nhau, cảm thông, mà họp nhau lại chỉ để mà chọc chẹt, so sánh, so bì, rồi bắt đầu đi nói người này, nói người kia, rồi đi xa hơn nữa là nói xấu, phê bình, chỉ trích những người vắng mặt. Họ không có mặt, ta muốn nói gì ta nói, sao mà cãi được, đúng không? Họ không có mặt, ta nói vô tội vạ, chết ráng chịu, văng miệng chúng ai nói chết, ta cứ nói. Mà nhiều khi mình nói không có căn cứ, không có chính xác,
không có bằng chứng, toàn là nghe nói không, toàn là nghe đồn không, nghe người ta nói. Cái tệ nhất của chúng ta là nghe người ta nói. Ai nói gì kệ họ, mình chỉ biết nghe lời Chúa thôi. Vì Chúa nói ở đâu hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đấy giữa họ. Và khi họp nhau lại nhân danh Chúa Giêsu, thì xin bất cứ điều gì Cha Thầy sẽ ban cho, nhờ Đức Giêsu là trung gian duy nhất chuyển cầu cho chúng ta. Anh chị em cầu nguyện phải cầu nguyện như vậy. Cứ bảo mình cầu nguyện hoài không được, là vì mình cầu nguyện không nhân danh Chúa Giêsu. Mình họp nhau lại không để lời của Chúa tác động nơi mình, để lời của Chúa biến đổi cuộc đời của mình, mà họp nhau lại chỉ để sầm xì. Mà Đức Thánh Cha Phanxicô ngày nói đi nói lại cái vấn đề này, sầm xì nó phá vỡ cộng đoàn. Sầm xì là kẻ thù nguy hiểm nhất của sự hiệp nhất. Cho nên khi có vấn đề gì, chúng ta không sầm xì, mà hãy giải quyết như Chúa Giêsu nói: nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Một mình anh với nó mà thôi. Nếu thấy người anh em mình có lỗi, thì đến gặp trực tiếp người đó để góp ý, để sửa lỗi. Tại sao ta không làm chuyện đó? Nếu người ta có lỗi, mình là người có trách nhiệm, thì hãy đi sửa lỗi. Còn mình là người không có trách nhiệm, hà cớ gì mình phải đem lỗi của người ta ra mà mình nói với người khác? Mình đâu có trách nhiệm làm việc đó. Còn nếu mình là người có trách nhiệm, là người cha, người mẹ sửa lỗi cho con cái, người anh, người chị sửa lỗi cho em của mình, người mục tử sửa lỗi cho đoàn chiên, hoặc là người giám mục sửa lỗi cho linh mục, vân vân, những người ở trên, thầy giáo sửa lỗi cho học trò, thì nếu mà thấy người anh em của mình hoặc là bạn bè với nhau cũng có thể chứ, thế không ạ? Thấy những người đó có điều sai thì hãy đi gặp trực tiếp người đó đi để mà sửa lỗi. Ta không chịu làm như vậy, mà ta cứ thấy người đó có lỗi, mình chưa biết chính xác có lỗi hay không có lỗi, có gặp đâu mà biết được, mà có chịu cho người ta gặp đâu, rồi có chịu cho người ta có cái cơ hội để người ta trình bày tại sao lại làm như thế không? Cái, có thể là mình chỉ thấy cái hiện tượng thôi, mà không biết được cái bản chất của cái công việc họ làm. Có thể mình chỉ nghe báo cáo thôi, nghe người này người kia nói thôi, mình vội vàng kết án liền, mình vội vàng đưa ra cộng đoàn rồi ra thông báo triệt hạ liền, không đi đúng vào đường lối của Chúa, không sống đúng tin mừng. Khi người anh em mình có lỗi mà mình là người có trách nhiệm, thì có trách nhiệm phải sửa lỗi, mà sửa lỗi đầu tiên là đến gặp trực tiếp người ấy, nói và nghe. Phải nghe người ta nói đã, cứ trấn áp, cứ đàn áp, cứ phủ đầu: tôi nghe anh thế này, tôi nghe anh thế nọ, tôi nghe anh thế kia, cho nên anh phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Tôi nghe chị thế này, chị thế nọ, chị thế kia, cho nên chị phải thế này, thế nọ, thế kia. Phủ đầu luôn, không cho người ta có cơ hội để trình bày. Có thể là bản chất sự việc mình chưa biết, mà mình chỉ thấy được cái hiện tượng thôi. Cái hiện tượng khác với cái bản chất. Thằng bé đi ăn cắp, hiện tượng là ăn cắp, là sai, là lỗi. Khi mình hỏi nó, mới biết rằng là mẹ nó đau bệnh, không có tiền mua thuốc, và cũng không có tiền nấu cháo,
Nó thấy con gà trong vườn nhiều quá, bắt cái con gà để đem về nấu cháo cho mẹ nó. Cái việc mà nó ăn cắp là sai, nhưng cái động cơ thúc đẩy nó làm lại không đáng bị kết án. Cho nên nếu mình hiểu nó như vậy thì phải đến ngay mà thăm mẹ của nó, rồi cho tiền thuốc men, cho tiền để nó mua cháo, và nói nó: con đừng làm như thế. Như vậy thì mới sửa được cái lỗi của nó. Còn nếu mà ta cứ vội kết án, mày người ta thằng ăn cắp, đuổi, kết án, mình không tìm hiểu được động cơ nào, cái nguyên nhân nào, cái bản chất của sự việc nó khác với cái hiện tượng. Mình chỉ nhìn thấy hiện tượng thôi. Hiện tượng là người ta đến rất đông, hiện tượng là thế này, hiện tượng là thế nọ, hiện tượng là thế kia. Nhưng mà bản chất sự việc, mình đã đến tận nơi mình coi chưa? Mình đến tận nơi mình nghe chưa? Mình đến tận nơi mình giữ chưa? Mình đã gặp gỡ riêng anh em mình để hỏi thăm coi nó là như thế nào chưa? Đó là mức thứ nhất. Mà nếu mình đã làm hết rồi mà người đó không chịu nghe, mới tính đến bước thứ hai. Còn nếu người ấy chịu nghe thì Chúa nói: nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em rồi. Mà nói thật với anh chị em, muốn chinh phục người khác, muốn người khác tâm phục khẩu phục, đừng có dùng quyền. Dùng quyền chỉ người ta khẩu phục mà tâm không phục. Ồ, thì anh có quyền, anh cứ xử thôi. Muốn làm gì thì anh làm đi, anh có quyền mà. Nhưng mà nếu ta lấy lòng thương xót, sự cảm thông, sự hiểu thấu, tôi ví dụ thằng bé, nó ăn trộm cái con gà, mà nếu ta hỏi hiểu đến nơi đến chốn, ta đến thăm mẹ của nó, ta mua thuốc cho mẹ nó, ta mua cháo cho mẹ nó, hoặc đưa cho nó để nó chăm sóc cho mẹ nó, thì thằng bé ấy sẽ là một đứa tốt, mình chinh phục được nó. Nó sẽ không đi ăn cắp nữa. Còn ngược lại, nếu mình chỉ biết kết án nó là thằng ăn cắp, thì nó cũng sẽ tiếp tục ăn cắp, mà sợ còn ăn cắp hơn nữa. Hất đời, hất người. Chỉ vì tôi thương mẹ tôi mà tôi làm cái này, không ai hiểu tôi, không ai thông cảm tôi, không ai thương tôi. Anh có đặt mình anh vào hoàn cảnh của tôi thì anh mới hiểu được tại sao tôi làm cái việc đó. Anh không đặt anh vào hoàn cảnh của tôi, mẹ tôi đau, nhà tôi nghèo, túng bấn như vậy, đói ăn vụng, túng làm liều, có ai nâng đỡ không, có ai cảm thông không, có ai chia sẻ hay không. Mà nếu mình đã làm hết sức rồi, đã có tình, có lý rồi, gặp gỡ rồi, lắng nghe rồi, đối thoại rồi, mà họ không chịu nghe, xử chưa? Đó, ông này chưa đã gật gật. Chưa ông ơi, vội quá, lòng thương xót để đâu? Cho người ta cơ hội thứ hai. Đấy là nếu nó không chịu nghe thì đem theo một, hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Tại sao không ba mặt một lời? Thế không ạ? Cứ ba mặt một lời đi, rõ ràng đi. Tại sao chỉ bênh người có quyền có chức thôi? Còn những người thấp cổ bé miệng thì không nghe họ. Mình dùng quyền áp đặt họ, loại trừ họ. Còn những người có chức có quyền thì mình bênh, mình đỡ. Những người có chống lưng thì họ thoát. Còn những người thấp cổ bé miệng không ai bênh đỡ thì họ bị loại trừ. Có ngon, sòng phẳng thì gặp gỡ rõ ràng đi, ba mặt một lời đi, hoặc là gọi thêm hai ba nhân chứng nữa để mọi việc được giải quyết một cách rõ ràng, sòng phẳng và công bằng. Phải có sự công bằng trong đó. Công bằng là những người thấp cổ bé miệng, những người cô thế cô thân phải được quyền nói, phải được có tiếng nói, phải có sự bình đẳng trong đối xử giữa người thấp cổ bé miệng với người có chức có quyền. Những người giàu, những
người có chức có quyền thì luôn luôn là được ưu tiên, ưu ái, ưu đãi. Còn những người nghèo, những người cô thế, cô thân, những người thấp cổ bé miệng thì ít khi mà có cơ hội được nói lắm. Đành phải chấp nhận sự bất công mà thôi. Nếu mà không nghe, loại trừ chưa? Chưa. Đấy, ông này lại muốn loại trừ nữa. Thì ấy, đưa đến cộng đoàn, đưa đến hội thánh, để cộng đoàn cùng cầu nguyện cho họ. Chứ không phải đưa đến để mà dùng sức mạnh của cộng đoàn mà kết án, áp đặt người ta. Không, để cộng đoàn cầu nguyện cho họ, để họ nhận ra cái sai lỗi của họ, để họ sửa. Và để chính mình nếu có sai lỗi thì cũng phải sửa. Sửa vì mình đã kết án sai, sửa vì mình đã phê phán không đúng, sửa vì mình chỉ nghe thôi, mình không có đến tận nơi, không thấy tận mắt, không nghe tận tai, mà mình đã kết án anh em của mình, kết án những người mà mình chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao cả. Đấy, tôi đọc lời Chúa xong tôi thấy chính bản thân mình lỗi nhiều quá, sai nhiều quá. Nhiều lần mình cứ ỷ mình có quyền, ỷ mình người lớn, rồi cứ vậy nghe qua loa, nghe báo cáo, nghe người ta nói, đã vội kết án anh em mình, không cho người ta có cơ hội gặp gỡ để đối thoại, không lắng nghe, không tìm hiểu cái bản chất sự việc nó như thế nào. Rồi không có cho anh em được ba mặt một lời để đối chứng, và không có cho anh em có cộng đoàn để cùng cầu nguyện. Mà nếu sau cùng thì Chúa nói thì hãy kể nó như người ngoại hay người thu thuế. Chứ không, Chúa cũng chẳng có ném nó vào hỏa ngục đâu. Để họ có thời giờ suy nghĩ lại. Biết đâu có một biến cố nào đó, họ tỉnh ngộ, họ nhận ra, họ quay trở về. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Vì nhiều lần chúng còn họp nhau lại chỉ để tố cáo nhau, chỉ để nói xấu nhau, chỉ để phê bình chỉ trích nhau, mà không họp nhau lại để cầu nguyện nhân dân Chúa. Không để Chúa ở giữa chúng con, mà để cho quyền lực, tiền bạc thống trị chúng con. Xin tha thứ cho chúng con, vì rất nhiều lần chúng con đã đối xử bất công với anh chị em của mình. Chỉ nghe nói, nghe báo cáo, chúng con đã vội kết án, mà không gặp gỡ trực tiếp để lắng nghe người anh em, người chị em của chúng con, có sự đối thoại và lắng nghe, để hiểu bản chất của sự việc, chứ không chỉ thấy hiện tượng mà thôi. Và không đi đúng từng bước, gặp riêng, gặp hai ba người để đối chứng, để ba mặt một lời, gặp chung để cùng cầu nguyện, rồi cuối cùng mới để cho họ chịu trách nhiệm về việc họ làm. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa cho những người có trách nhiệm trong xã hội cũng như trong giáo hội nghe lời của Chúa ngày hôm nay và thực hiện cho đúng quy trình, cho đúng cung cách mà Chúa dạy chúng con. Đấy là quy trình, cung cách của lòng thương xót Chúa. Amen. Thank you.
lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ái Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Chuyện đạo trên đời ngày 12 tháng 8, Thánh Stanislaw Kostka. Con cứ ngỡ sao Chúa bỏ con, nhưng thực ra Chúa đang đồng hành với con cứ ngỡ sao Chúa lại lặng thinh, nhưng thực ra Chúa yêu con hết tình. Chuyện đạo trên đời ngày 12 tháng 8, Thánh Stanislaw Kostka. Thánh Stanislaw Kostka sinh năm 1550, là con trai của một thượng nghị sĩ Ba Lan. Song thân ngài đã thuê một gia sư riêng để giáo dục ngài. Năm lên 14 tuổi, Stanislaw Kostka được gửi tới học tại Đại học Vienna do các cha dòng tên phụ trách. Chẳng bao lâu, Stanislaw Kostka nổi bật về lòng sốt sáng cầu nguyện và nghiên cứu học tập. Ngài mạnh mẽ phản đối những chuyện đùa giỡn thô tục. Gia đình Stanislaw thường khuyến cáo những khách mời của họ đừng nói điều gì khiếm nhã trước mặt Stanislaw. "Chúng tôi không muốn Stanislaw bị ngất đi", họ nói với khách như thế. Còn Paulo, anh trai của Stanislaw, thì thường hay chọc ghẹo và bắt nạt Stanislaw cũng như chế giễu việc cầu nguyện của cậu. Sau một cơn bạo bệnh, Stanislaw Kostka cảm thấy Thiên Chúa mời gọi cậu vào tu trong dòng tên. Thân phụ Stanislaw khi biết chuyện này đã phản đối, và vị bề trên giám tỉnh dòng tên Viên cũng không muốn làm trái ý của ông thượng nghị sĩ. Nhưng điều đó không ngăn cản được Stanislaw. Tin rằng mình có ơn kêu gọi đi tu dòng tên, Stanislaw đã chạy bộ suốt quãng đường 350 dặm lên miền Thượng Đức, nơi Thánh Phêrô Canisio đã nhận ngài. Sau đó, Stanislaw được gửi sang Roma và được Thánh Francisco Borgia, hiện là bề trên tổng quyền dòng tên, đón nhận vào dòng. Lúc ấy, Stanislaw Kostka mới 17 tuổi. Stanislaw Kostka bắt đầu cuộc sống của một tu sĩ dòng tên với việc đền tội và cầu nguyện rất sốt sáng.
Ngài coi trọng nhân đức tuân phục và luôn cố gắng chu toàn các việc bổn phận hàng ngày cách hoàn hảo hết sức có thể. Nhưng Stanislaw cũng sớm nhận thấy cái nóng mùa hè của Roma rất ư khắc nghiệt. Stanislaw thường bị ngất xỉu. Vào ngày 10 tháng 8, Stanislaw bệnh nặng đến nỗi phải liệt giường. Đến ngày 15 tháng 8, chỉ 9 tháng sau khi gia nhập dòng tên, Stanislaw Kostka đã qua đời tại Roma. Khi nghe tin em mình qua đời, Paolo, anh trai của Stanislaw, đã hối hận về cách xử tệ đối với người em. Sau đó, anh cũng xin gia nhập dòng tên. Stanislaw Kostka được phong thánh năm 1726 và ngài là một trong các vị thánh bổn mạng của đất nước Ba Lan. Thánh Stanislaw Kostka chẳng lo lắng xấu hổ khi bị chế giễu về việc thực hành niềm tin của mình. Thánh nhân đã có thể tha thứ cho những người nhạo báng mình, cũng như luôn kính trọng và cầu nguyện cho họ. Càng gần Chúa hơn, chúng ta sẽ càng bớt được những thành kiến về người khác. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nghe qua tiểu sử của Thánh Stanislaw Kostka, ta thấy rất đơn giản, chỉ là một thanh niên con nhà giàu muốn đi tu, cha mẹ ngăn cản nhưng quyết tâm đi tu. Rồi một con người ngay từ bé đã siêng năng cầu nguyện và không chấp nhận những lời thô tục, trò đùa, khiếm nhã, và bị chấp nhận chế giễu vì lối sống đạo đức ấy, lối sống cầu nguyện và đạo đức của mình bị chính anh của mình chế giễu nhạo cười và những người khác cũng về hùa. Cha mẹ không ủng hộ đường đi tu. Stanislaw xác tín được ơn gọi của mình, cho nên bất chấp thử thách gian lao vẫn vượt qua những khó khăn ấy để vào dòng tu năm 17 tuổi. Chỉ 9 tháng sau khi gia nhập dòng tên thì cậu đã qua đời. Và 9 tháng trong nhà dòng, cậu chỉ có việc là tuân phục và chu toàn các bổn phận, đồng thời là người thể trạng yếu, không phù hợp với cái nắng của Roma, nên đã bị ngất xỉu nhiều và vì thế liệt giường rồi qua đời. Rất đơn giản như vậy. Chúa gọi mỗi người một cách khác nhau. Có những vị thánh trải qua rất nhiều biến cố và làm nên nhiều việc hiển hách, nhiều việc lạ lùng. Cũng có những vị thánh viết những tác phẩm nổi tiếng, có những bài giảng lừng danh, có những vị thánh làm những phép lạ nhãn tiền. Còn với Stanislaw Kostka, thưa các bạn trẻ, chỉ chu toàn việc bổn phận của mình cách hoàn hảo hết sức và kiên trì với ơn gọi của mình, làm chứng bằng việc cầu nguyện và đời sống đoan trang đạo hạnh của mình. Thế thôi. Điều đó các bạn và tôi, mỗi người chúng ta trong cuộc sống mình đều gặp và đều có thể làm được, phải không ạ? Các bạn có thấy khó khăn gì không? Tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Paulo nói thế. Và Faustina cũng chẳng hơn gì Stanislaw. Cuộc đời của Faustina, một nữ tu bậc hai trong nhà dòng, cũng bị mọi người khinh rẻ, cũng bị mọi người coi thường và chịu nhiều nhục nhã ê chề khi làm chứng rằng mình được Chúa mời gọi để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và như Stanislaw, Faustina cũng lặng lẽ âm thầm trên giường bệnh, yếu đuối về thể xác, thử thách trong tâm hồn và lặng lẽ ra đi về với Chúa, không kèn không trống, âm thầm lặng lẽ. Cuộc sống của những người đi theo lòng thương xót Chúa, Chúa cũng mời gọi sống như vậy.
có những hy sinh nhỏ bé, có những khó khăn thử thách và những việc làm hàng ngày của mình. Những việc có thể là tầm thường trước mắt người đời, nhưng mình làm với tất cả lòng yêu mến, nó sẽ có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Mời gọi các bạn gặp gỡ một chứng nhân ngày hôm nay, đó là cộng đoàn Galo dành cho trẻ em bị bỏ rơi và các bà mẹ trẻ đơn thân. Cộng đoàn Galo được thành lập theo ước muốn của thầy sáu Giovanni Galo. Trong 24 năm đã có 350 em và hơn 250 bà mẹ được đón tiếp tại cộng đoàn. Không chỉ mang lại hy vọng cho những người được giúp đỡ, cộng đoàn này còn là nơi mang lại niềm vui cho những người chung tay phục vụ cho những anh chị em khốn khó. Sinh năm 1942, Giovanni Galo vào tiểu chủng viện Giaveno khi còn rất trẻ. Và sau một vài năm, cậu tiếp tục học thần học tại đại chủng viện Rivoli. Sau khi rời chủng viện năm 1964, năm 1966, Giovanni kết hôn với Amalia Panetto và có 3 người con. Trong 20 năm làm nhân viên ngân hàng, ông Giovanni luôn có mặt trong các hoạt động của giáo xứ, đồng thời tiếp tục học thần học. Năm 1983, ông học làm phó tế vĩnh viễn. Năm 1988, ông được Đức Hồng Y Tổng giám mục của Torino, Anastasio Balestrero, bổ nhiệm làm phó tế thường trực, đồng thời dạy môn tôn giáo tại trường trung học Badesano ở Camanola. Nhưng vào năm 1991, thầy Galo bắt đầu gặp thử thách khi nhận biết kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp di căn vào xương. Giấc mơ khai sinh cộng đoàn Galo. Không lâu trước khi qua đời, thầy phó tế vĩnh viễn Giovanni Galo ở Camanola, khu vực gần thành phố Torino của Ý, nói với vợ của mình: "Amalia, em biết không, một ngày nào đó anh muốn mở một cộng đoàn cho những thanh niên thiếu nữ cần sự giúp đỡ, cần một nơi để quyết định số phận cuộc đời của họ. Nhưng không phải là một cộng đồng khép kín, một ốc đảo xinh đẹp nhưng không có gốc rễ. Với những người trẻ này, chúng ta có thể đón tiếp những người kém may mắn hơn chúng ta, những người không biết trọ qua đêm ở đâu, hoặc những người rất cần một chén súp. Ngôi nhà của chúng ta cũng có thể mở cửa cho những gia đình mà trong một thời gian ngắn không thể chăm sóc người thân cao tuổi của họ." Thầy phó tế Giovanni sau khi nhắn nhủ với vợ mình như thế đã qua đời vào ngày 15 tháng 7 năm 1995. Thầy không thể biết giấc mơ này thành hiện thực, nhưng bà Amalia và 3 đứa con của họ là Stefania, Valerio và Iliana sẽ thực hiện giấc mơ đó. Và vì vậy ngày nay, cộng đoàn mà thầy Giovanni Galo mơ ước đã trở thành một thực tại và mang tên Galo, tên của thầy. Giấc mơ thành hiện thực. Một năm sau, bà Amalia khánh thành cộng đoàn gia đình Giovanni Galo, nơi đón tiếp các bà mẹ có con, các bà mẹ đơn thân, các trẻ em và người trẻ đơn độc đang chờ để tìm chỗ trong các gia đình bảo trợ hoặc nhận con nuôi khác. Và kể từ tháng Giêng năm 2006, cộng đoàn đón tiếp cả những người già đơn thân. 24 năm sau, bà Amalia vẫn luôn điều hành cộng đoàn gia đình, hoạt động với sự trợ giúp của các tình nguyện viên không chỉ từ Camanola mà còn từ Quarino, Torino, Carigagno, Pra và Casa Grasso. Bà kể: "Có nhiều thiếu nữ và trẻ em ở trong gia đình của chúng tôi. Có người chỉ trong vài tuần, có người trong thời gian dài hơn, với nhiều câu chuyện cuộc đời khác nhau, nhưng với cùng gánh nặng đau khổ như nhau. Thường là sự tức giận, đôi khi thậm chí là thù địch. Đến đây là một điều cần thiết cho họ, chứ không phải là một sự lựa chọn
và mỗi người cần được giúp đỡ theo cách khác nhau. Sau những khó khăn ban đầu, cộng đoàn đã có những giây phút tươi đẹp, thú vị của cuộc sống. Ngoài việc đón tiếp họ, bà Amalia và các tình nguyện viên cộng đồng hỗ trợ những người này trong việc tìm kiếm công việc, một ngôi nhà, sự quân bình nội tâm. Nhưng gần gũi với những người đau khổ, cũng như sự chung sống với họ, không phải là điều dễ dàng. Bà Amalia xác nhận, có những lúc căng thẳng, chán nản, đặc biệt là lúc ban đầu, khi chúng ta vẫn cần quen biết nhau. Nhưng sau đó, các mối quan hệ bắt đầu cải thiện, và sau đó bạn hiểu rằng bạn đang đi đúng hướng. Và sau đó là nhiều giây phút tươi đẹp, thú vị của cuộc sống. Quy tắc của người Samari nhân hậu. Bữa trưa của những người già sống đơn độc được tổ chức vào mỗi thứ ba với tên Chúng ta ăn trưa cùng nhau. Đây là khoảnh khắc của niềm vui, của sự chia sẻ. Vào năm 2016, cộng đoàn có thêm nhà ăn cho người nghèo khổ. Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và trợ giúp của siêu thị. Với quy tắc thứ nhất, quy tắc duy nhất, quy tắc của người Samari nhân hậu. Và với một điều răn, tránh hoang phí thực phẩm. Vào tháng 2 năm 2018, cộng đoàn lại có thêm đón tiếp các trẻ em và thiếu niên tan trường mà gia đình không thể chăm sóc. Niềm vui khi cảm thấy mình giúp ích cho người khác. Công việc và sự mệt mỏi tăng lên gấp bội, nhưng cũng là niềm vui cảm thấy mình hữu ích cho những người có cuộc sống đầy thống khổ, nghèo đói, tuyệt vọng. Nhờ bà Amalia và các cộng tác viên của bà, họ không còn cảm thấy đơn độc hay bị bỏ rơi. Bà nói, tôi luôn tin rằng sức mạnh này không phải nhờ chúng tôi, mà là nhờ ông Giovanni, nhất là do Thiên Chúa tốt lành đứng hướng dẫn chúng tôi. Mỗi ngày tại cộng đoàn Galo có người đến, có người ở lại, có người ra đi. Khi bắt đầu họ không biết mọi việc sẽ đi về đâu, không có gì bảo đảm, nhưng họ luôn có cùng động lực. Đó là họ tin rằng điều họ làm là có ích. Và bởi vì người khác tin tưởng họ, tin tưởng sự phục vụ của họ được thể hiện bằng hàng ngàn cách thế khác nhau. Không phải là thời gian, nhưng tình yêu mới là thước đo một cuộc sống. Trong 24 năm, đã có 350 trẻ em và hơn 250 bà mẹ được đón tiếp tại cộng đoàn. Bà Amalia cho biết, khi có thiện chí thì luôn có điều gì đó để làm. Khi có thiện chí thì luôn có điều gì đó để làm. Khó khăn họ thường gặp là kinh tế, nhưng luôn có một thứ phép lạ xảy đến. Mỗi khi chúng tôi nói cần điều gì đó, thì một vài ngày sau có người đến tìm và nói với chúng tôi, nếu các bạn cần thứ đó, hãy đến chỗ tôi để lấy. Công việc đó tôi có thể làm. Tôi tặng các bạn chiếc xe cũ. Tôi mang đến cho các bạn các chén dĩa, tôi muốn đóng góp, vân vân và vân vân. Đồ chơi cho trẻ em, áo quần, giày dép, nhiều ăn, cá, thịt, sữa, trứng được tặng cho cộng đoàn như thế. Bà Amalia kết luận, có điều gì đó tuyệt vời trong tất cả sự quảng đại này. Có dấu chỉ sự quan phòng mà ông Giovanni đã luôn tín thác, sự nhạy cảm của người dân. Đó là kết quả của điều chồng tôi đã gieo khi nói với những người ông gặp. Không phải là thời gian, nhưng là tình yêu mới là thước đo một cuộc sống. Không phải là thời gian, nhưng tình yêu mới là thước đo một cuộc sống. Tình yêu là thước đo một cuộc sống. Ông Giovanni, thầy sáu vĩnh viễn, phó tế vĩnh viễn, đã có giấc mơ thành lập cộng đoàn Galo, đã chối chăn ước nguyện đó lại cho vợ và những đứa con của mình. Giấc mơ ấy đã được thực hiện. Họ đang phục vụ những người nghèo, những người neo đơn, các em
bị bỏ rơi. Sống phải có ước mơ. We have a dream. Chúng tôi có một ước mơ. Ước mơ đó là một ốc đảo lòng Chúa thương xót, một khu nghỉ dưỡng lòng Chúa thương xót, một nơi có đền thờ lòng thương xót cho người ta đến cầu nguyện, có nơi để những người già neo đơn đến sống những ngày cuối đời, những người bị bỏ rơi, có nơi để các cha già về hưu đến để sống cho có ý nghĩa khi giúp giải tội cho các hôn nhân, có nơi để các hôn nhân đến vườn hòa giải mà xưng thú lỗi lầm mà quay trở về làm lại cuộc đời của mình, có nơi để cho những người chết có chỗ để quàng là vãng sinh đường, vì bây giờ nhà cửa chật hẹp không có nơi để mà quản, nhất là những người nhà trọ. Có nơi để có những bữa cơm bình dân nhưng ngon miệng cho những người lao động. Có nơi để những người thành tâm thiện trí đến phục vụ cho những người đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và có nơi để những người ngoại đạo, những chị em tôn giáo bạn đến tìm hiểu, đến cầu nguyện, đến cảm nhận lòng Chúa thương xót. Ước mơ đó, thành tâm thiện trí, chắc chắn sẽ có ngày thành hiện thực. Xin Chúa chúc lành cho ước mơ của chúng con, để tôn vinh lòng Chúa thương xót, để cho mọi người nhận biết lòng Chúa thương xót. Amen. Thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ bỏ con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Con cứ ngỡ Chúa quay tìm, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn đến con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Chúa luôn đồng hành với con, mọi sương sầu tê tái, Chúa luôn đồng hành với con lúc gian nan, khi sương vui ngập tràn. Chúa là tình yêu, Chúa là tình yêu, Chúa là tình yêu, Chúa. Sống đúng, sống đẹp, ngày 12 tháng 8, 2020, để sống hạnh phúc hơn. Sống đúng, sống đẹp, ngày 12 tháng 8, 2020, để sống hạnh phúc hơn. Mỗi lời dạy dưới đây là một bài học cho cuộc sống rất quý báu. Mời các bạn cùng nghe, cùng suy gẫm để giúp mỗi người chúng ta có được cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Thứ nhất, đừng mong có thật nhiều may mắn. Hãy mong
có việc quan trọng để làm. Đừng mong có thanh danh, hãy mong có nơi để đóng góp sức mình. Đừng mong có nhiều thứ dễ dàng hơn, hãy mong mình trở nên có ích hơn. Đừng mong có niềm vui lớn hơn, hãy mong có mục đích lớn hơn. Đừng mong có con đường dễ hơn, hãy mong tự tìm được niềm vui trên hành trình, cho dù hành trình đó dẫn đến đâu. Thứ hai, cho dù quá khứ tồi tệ đến mức nào, chúng ta luôn có thể làm lại từ đầu. Cho dù quá khứ tồi tệ đến mức nào, chúng ta luôn có thể làm lại từ đầu. Thứ ba, được sống là một ơn phước. Chúng ta cần biết trân trọng từng giây phút của đời sống. Thứ bốn, vạn pháp duy tâm tạo. Có nghĩa là con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng, thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo người ấy như hình với bóng. Thứ năm, một người bạn gian trá và xấu tính thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang. Con thú hoang chỉ có thể làm tổn thương thân thể của ta, nhưng một người bạn như vậy sẽ làm tổn thương cả tâm trí của ta. Số 6, thù hận cũng giống như nắm than hồng trên tay, chúng ta sẽ bị bỏng trước khi định ném nó vào người khác. Số 7, nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thật sự dựa trên sự bình yên. Số 8, đừng cố gắng nắm giữ những gì không thuộc về mình. Buông xả sẽ mang lại hạnh phúc và lợi lạc dài lâu. Số 9, có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy. Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Mọi sự trên thế gian đều vô thường. Số 10, hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có. Số 11, cho đi yêu thương, hạnh phúc tự tìm đường đến. Lạc quan vui vẻ, bệnh tật rồi sẽ qua đi. Số 12, quy luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Số 13, đừng xem thường những điều nhỏ bé. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. Hãy thực hành, hãy tập cho đi, dù chỉ là một chút ít. Số 15, hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến. Hạnh phúc được nhân lên khi sẻ chia. Số 16, không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình. Mỗi người phải tự cất bước trên đôi chân của mình. Đừng ganh tị. Số 17, đừng ganh tị với những phẩm chất tốt của người, nhưng hãy chấp nhận chúng bằng sự không phục của con tim.
số 18. Chẳng có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Thưa anh chị em và các bạn, 18 câu danh ngôn ở trên, tùy các bạn, mỗi người có thể lựa chọn câu nào đó mà đem lại cho mình sự bình an, sự hạnh phúc, và lấy đó làm châm ngôn để mình sống. Và nếu ta thấy phù hợp với mình, các bạn đặt lên trên bàn thờ trước lời của Chúa, trước tấm ảnh lòng thương xót Chúa, các bạn hãy dìm nó vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Các bạn hãy đối chiếu với lời Chúa, thấy Chúa đã dạy hết tất cả trong đó. Đừng ganh tị với phẩm chất của người khác. Hạnh phúc chính là con đường. Chính Chúa Giêsu nói phúc cho ai biết xót thương người, phúc cho ai sống nghèo khó. Đó là con đường mà phải đi, phải thực hành mới có phúc, mới đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là cái từ trời rơi xuống, không phải là cái ta nằm chờ sung rụng, hoặc là hãy thực hành cho đi. Lời Chúa cũng nói cho thì có phúc hơn là nhận. Ta sẽ nhận lại tất cả những gì ta đã cho đi. Hoặc là đừng xem thường những điều nhỏ bé. Một đống lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một con khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. Cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời ăn tiếng nói và việc làm của mình. Đừng xem thường những điều nhỏ bé. Nên thánh là người mà làm những điều nhỏ bé, những điều tầm thường một cách phi thường, tức là làm với tình yêu. Đừng xem thường những điều nhỏ bé cũng có nghĩa là đừng khinh thường những người bé mọn. Biết trân trọng những người bé mọn. Cái bé có giá trị của nó. Vì thiên thần của những người bé nhỏ trên trời hằng ngợi khen cha trên trời. Hoặc hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có. Tất cả những gì ta đang có, ta vẫn hát. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Hoặc ta vẫn hát. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh người. Hoặc ta vẫn hát. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Cho nên nếu các bạn thấy trong những điều mà chúng tôi vừa mới trích ra, thấy điều nào phù hợp với mình, hãy đón nhận và đặt lên trên sách thánh, dìm vào trọng đại dương lòng thương xót Chúa, và các bạn sống từng ngày sẽ thấy được hạnh phúc. Bây giờ mời các bạn đi tiếp. Chúng ta đã nói về hạnh phúc, bây giờ là những câu châm ngôn, những câu danh ngôn nói về thất bại, để tiếp thêm sức mạnh khi bạn thất bại. Nhờ đó mà bạn dẫn đến thành công. Trên chặng đường đi đến thành công, sẽ không ít lần bạn cảm thấy nản chí vì những thất bại. Mỗi khi bạn cần sốc lại tinh thần, những câu châm ngôn về thất bại dưới đây sẽ thêm sức mạnh cho bạn đi đến thành công. Số 1. Đừng bao giờ để thành công đến với cái đầu của bạn, cũng đừng để thất bại chạm vào trái tim bạn. Số 2. Chỉ vì bạn đã từng thất bại, không có nghĩa là bạn sẽ mãi thất bại trong mọi việc. Hãy tiếp tục cố gắng, kiên trì và luôn luôn tin vào chính bạn. Bởi vì nếu không thì ai sẽ tin vào bạn đây? Số 3. Bạn luôn phải vượt qua thất bại trên con đường đến thành công. Số 4. Bỏ cuộc
chắc chắn là cách duy nhất để thất bại. Số 5. Những người thành công không sợ thất bại. Họ hiểu rằng thất bại là cần thiết để học hỏi và đi lên từ đó. Số 6. Thất bại sẽ không bao giờ chiến thắng tôi nếu như quyết tâm thành công của tôi là đủ lớn. Số 7. Đừng đánh giá tôi bằng thành tựu của tôi, mà hãy đánh giá tôi bằng số lần tôi vấp ngã và có thể đứng dậy lần nữa. Số 8. Bí mật của cuộc sống chính là vấp ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Số 9. Hầu hết những người vĩ đại gặt hái được thành công đáng tự hào nhất chỉ một bước sau thất bại đau đớn nhất của họ. Số 10. Thất bại là người thầy của chúng ta, không phải là người quyết định. Thất bại là sự trì hoãn, không phải là sự kết thúc. Số 11. Ăn mừng chiến thắng là việc nên làm, nhưng lưu ý những bài học khi thất bại lại là việc quan trọng hơn. Và số 12. Điều duy nhất ngăn cách giữa thành công và thất bại chính là nỗ lực sau cùng. Và có một số các bạn sau khi nghe những bài chia sẻ sống đúng sống đẹp trích từ những suy tư sưu tầm lấy ở trên mạng xuống của những người xưa, của những bậc hiền triết, của những người khôn ngoan, rồi từ đó chúng ta đem áp dụng vào trong cuộc sống của người Kitô hữu. Hay nói một cách khác, đó là chúng ta rửa tội cho nó, mặc lấy tinh thần Kitô hữu, nhất là mặc lấy tinh thần của tông đồ lòng thương xót Chúa. Tôi sống những điều ấy như thế nào cho phù hợp với tin mừng và phù hợp với tinh thần con cái lòng Chúa thương xót. Chúng tôi thấy rất ích lợi và nhiều bạn cảm thấy như là một món ăn tinh thần quý báu cho cuộc sống hàng ngày của mình. Tạ ơn Chúa, có những bạn gửi cho chúng tôi những điều suy tư sau đây. Sưu tầm và cảm thấy thú vị. Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Bạn cứ suy nghĩ, khi con chim còn sống thì chim ăn kiến, nhưng mà khi chim chết thì kiến ăn chim. Cuộc đời nay thế này, mai thế khác. Nay thành công, mai thất bại. Nay thất bại, mai thành công. Có gì mà hãnh diện cao ngạo khi mình thành công, và chẳng có cái gì mặc cảm tuyệt vọng khi mình thất bại. Lúc này thì chim ăn kiến, lúc khác thì kiến ăn chim. Thế thôi. Thời gian có thể thay đổi vị trí của mỗi người bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng áp đặt, đừng nhục mạ, đừng coi thường, đừng làm ai tổn thương trong cuộc sống này. Nay mình là chủ, có khi mai mình lại là đầy tớ thì sao? Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Hôm nay tôi có quyền lực, còn sức khỏe. 5 năm, 10 năm nữa, còn sức khỏe không? Thời gian mình có chiến thắng được không? Thời gian còn quyền lực hơn mình. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể tiêu hủy được cả một cánh rừng. Đừng coi thường những điều nhỏ bé. Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc. Sức mạnh của kẻ trộm là vũ khí.
Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đặt và áp đảo, là coi thường và khinh chê. Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa. Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục. Và rất nhiều sức mạnh khác. Sức mạnh của mỗi chúng ta là gì? Hãy phát huy điểm mạnh để giúp đời, giúp người mỗi khi có thể. Chúng ta không thể thay đổi được thế giới chung quanh. Vậy chúng ta hãy thay đổi chính mình, đón nhận và đối diện với tất cả bằng lòng từ bi, tình yêu thương, bằng tâm và trí. Và có những bạn viết những câu ngông nghênh dưới đây, ấy thế mà lại có ý nghĩa, có giá trị của nó. Thực thực hư hư chuyện thế thái, chân chân giả giả cái sự đời. Người khôn toan tính danh cùng lợi, ta khờ cười khẩy rồi cũng xong. Người khôn toan tính danh cùng lợi, ta khờ cười khẩy rồi cũng xong. Mưa buốt giá nắng oi nồng, thế gian thoát có thoát không thôi mà. Hiểu mình đi chớ sân si, mênh mông bể khổ sầu bi do mình. Cuộc đời vốn dĩ mong manh, sống lòng thanh thản, tâm lành an vui. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, thông dong tự tại vậy mà vui. Trăm điều xả vạn điều buông, thảnh thơi tất dạ rứa mà vui. Một chút giận hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm năm một giấc mộng dài, bàng hoàng tỉnh giận là ai hay mình? Là mình sao chẳng giống mình? Là ai sao lại chính mình nằm đây? Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước, lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. Ta nay ở trọ trần gian, trăm năm về trốn xa xăm cuối trời. Đơn sơ thôi những nụ cười, cho ta ý nghĩa cuộc đời từ nhau. Trần gian mỏng mỏng vô thường, đường xa mỏi mệt, tôi nhường nhịn tôi. Trăm năm ngó xuống đời hư ảo, phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời. Ngước lên cao để thấy mình còn thấp, nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao. So với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi. Yêu ghét ta chẳng bận lòng, an tâm tự tại thong dong trên đời. Hơn thua so với chính mình, hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Thưa anh chị em và các bạn, còn nhiều lắm. Chắc chắn các bạn sẽ gửi đến chúng tôi nhiều sưu tầm những câu danh ngôn, ngạn ngữ, châm ngôn, hoặc là những tư tưởng hay, những bài viết sâu, đậm, lắng, những bài chia sẻ mang chất thiền. Và chúng ta đem những điều đó chia sẻ với nhau, sống với nhau để sống đúng, sống đẹp. Cứ nghĩ đúng thì nó đẹp, cứ làm đúng nó cũng đẹp. Và cuộc sống này ta đã có đường đúng rồi, cứ thế mà đi, chẳng bận tâm gì đến chuyện thị phi, chẳng bận tâm gì lời khen tiếng chê, chẳng bận tâm gì được mất được còn. Đó là con đường của lòng Chúa thương xót. Có được cả trái tim của Chúa Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, cả được kho báu là nước trời, hà gì những cái kia,
bán tất cả những cái gì mình có để mua cái viên ngọc quý, bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng có kho báu. Kho báu ấy, viên ngọc quý ấy là lòng Chúa thương xót. Có được kho báu ấy, có được viên ngọc quý ấy, còn chấp nê cái gì, còn ràng buộc với cái gì, còn phải bận tâm về bất cứ cái gì. Chỉ còn có một việc là ra đi loan báo về lòng Chúa thương xót, làm chứng về lòng Chúa thương xót, kêu mời người ta hãy đến với lòng Chúa thương xót. Đó là cùng đích cho cuộc đời của mình, đó cũng là nguồn hạnh phúc cho cuộc đời của mình, đó cũng là bình an cho cuộc đời của mình giữa cuộc đời đầy phong ba bão táp, giữa lòng người thay trắng đổi đen, giữa muôn vàn những biến cố ngổn ngang xáo trộn trong cuộc sống này, trong vũ trụ này, trong thế giới này, bất an, chiến tranh, bệnh dịch virus corona, khủng hoảng kinh tế, đủ mọi thứ khác. Chỉ có một cõi đi về, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Một cõi đi về, hãy về với lòng Chúa thương xót. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Amen.